say cheese. Sip it up, purple Mercedes. Fall in love, why don't you make me? You want a picture, just say please. Ooh, baby, wearing this fit that they gave me. Baby, this isn't from Macy's. If you want a picture, just say please. If forever exists, I hope that mine is with you. Every boring thing seems exciting, even bad movies you let me choose. I can get a little bit dramatic, it's just my habit, baby, like magic. You handle me so well, you know you're my favorite person on earth. Can you tell? How did I get so lucky? I envy myself, 'cause I get to call you mine. I envy myself, this kind of love is hard to find. Got me under your spell, fell in love, I can't jump with you. I can see my whole life, don't need no one else, darling. The only one I want is you, 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 you. For you I would cross every line, just letting you know I choose you every time. Let's buy a house, we'll put a home home to my heart. I'll lift you up when you are down, 'cause I love you less. Promise to always hold your hand through the dark. It's so rare, so được hân hoan chào đón sự có mặt của các ông, các bà, cô bác, anh, các chị và các bạn đã bớt chút thời gian. Và ngày hôm nay có lẽ rằng một ngày đẹp nhất trong tháng và cũng là một ngày đẹp nhất trong năm Giáp Thìn. Vâng ạ, mùa xuân đã qua đi, nhường lại cho mùa hạ khoác lên mình những chiếc áo mới với những bông hoa muôn màu sắc. Nhưng có lẽ rằng không màu nào đẹp bằng màu áo của cô dâu trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Thái Thuận thì rất là vui khi được sự ủy quyền của anh Thắng, đó là bố của cô dâu, ngày hôm nay là đại diện cho bên gia đình nhà gái và cũng là một MC trong cái lễ ăn hỏi của chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay ạ.
năm tháng thì cứ trôi dần, nhưng mũi tên tình yêu thì bắn trúng vào hai trái tim của hai bạn trẻ. Để rồi ngày hôm nay họ đã cùng thưa chuyện với bố mẹ đôi bên. Và ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà trai. Vâng ạ, xin mời anh Đức ạ. Kính thưa hai họ, kính thưa họ như cái, kính thưa các ông, các bà và hai họ. Hôm nay thì họ nhà trai là chúng tôi cũng xin phép bên họ nhà như cái thì mang nghi lễ mọn đến để xin ăn hỏi cháu Thanh để về làm dâu bên dòng họ gia đình bên họ nhà trai chúng tôi. Thì bên họ nhà trai chúng tôi thì có bố mẹ cháu, ông Tuấn, bà Nhung, cô chú Trung, gia đình chú Trung ở dưới Ốt Lên, với gia đình chú Hải ở dưới Ốt Lên, với anh em bạn bè. Thì cũng được xin phép họ nhà gái đại diện cho gia đình chúng tôi cho cũng nhận cho chúng tôi được cái lễ ăn hỏi của hai cháu, và trong để cho được hai cháu được đi lại để là tìm hiểu nhau cho ra được sâu thêm tí nữa. Kính thưa các ông, các bà, cô bác, các anh, các chị, vừa rồi là bác Đức đã đại diện cho bên gia đình nhà trai cũng có đôi lời rất là mộc mạc, rất là chân tình. Em thì em xin phép là được đại diện cho gia đình nhà gái, xin phép được giới thiệu với các bác bên gia đình nhà trai. Đây là ông Trần Đức Thắng ạ, là bố của cô dâu ạ. Vâng ạ, xin mời anh đứng dậy ạ. Vâng. Kế bên anh Thắng thì đó là ông Lê Hồng Lợi, là em rể của ông Thắng ạ. Ngày hôm nay có sự hiện diện của gái của cô dâu ạ, Trang ạ. Hôm nay được sự có mặt rất là đông đủ của các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị bên gia đình nhà trai đến với chúng tôi trong ngày hôm nay. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Chúng tôi rất là cảm ơn cái sự hiện diện này. Xin phép được thay mặt cho gia đình nhà gái cũng xin được cảm ơn bác Đức đại diện cho bên gia đình nhà trai với những cái lời phát biểu rất là chân tình. Xin được thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin nhận những cái lễ vật ngày hôm nay bên gia đình nhà trai đã đưa tới, và chúng tôi cũng sẽ chút nữa là chúng tôi cũng sẽ dâng lên để gia tiên tiền tổ, để thưa với các cụ, và kể từ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này, cho hai cháu sẽ được đi lại gắn bó nhiều hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn. Cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone, though it seems so easy. And that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. But won't you wait? You know it's too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to be fucking great. Someone for loving you instead of someone really cool that makes your heart melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. You better trust me when I tell you there ain't no one else more beautiful in this damn world. In this damn world. You're gonna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. I said that. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend.
might just be the one. Kính thưa họ nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Nhà trai chúng tôi là có cây trầu sang làm lễ chín dâu. Trước hết là cảm ơn bên họ nhà gái cũng đã tiếp đón họ nhà trai chúng tôi rất chi là đầy đủ, và cũng xin bên gái chào cô dâu cho bên họ nhà trai chúng tôi cháu Thanh về làm dâu bên bên họ trai nhà tôi. Vâng ạ, các cụ ta thường nói là giờ thanh long hoàng đạo, giờ lắm gạo nhiều tiền đúng không ạ? Giờ này thì là giờ đẹp nhất mà hai gia đình cũng đã lựa chọn để ngay giờ phút này thì vị đại diện cho bên gia đình nhà trai đó là bác Đức có cơi trầu, có một chút lễ mọn xin phép được dâng lên gia tiên tiền tổ họ Trần bên họ gia đình nhà gái để xin cho cháu Huyền Thanh được về làm con dâu trong bên gia đình ông bà Nhung Tuấn, và cũng xin được nhận cái cơi trầu này, cái lễ vật này để chúng tôi dâng lên gia tiên tiền tổ họ Trần bên gia đình nhà gái chúng tôi. Từ giờ phút này cho cháu Thanh xin được phép về làm dâu con bên gia đình ông Tuấn bà Nhung và họ hàng bên gia đình bên trai, và chúng tôi cũng xin phép được nhận cháu anh Tùng kể từ giờ phút này, kể từ ngày hôm nay sẽ là một người con rể rất là hiền lành ở bên gia tiên tiền tổ gia tộc họ Trần của chúng tôi. Và trước khi nhận cái cây trầu này thì tâm nguyện của ông Thắng muốn có một chút lòng thành cùng chung tay với gia đình nhà trai bên ông Tuấn bà Nhung để gọi là một chút xây dựng hạnh phúc cho các con, và mong rằng sau này các con sẽ là người dâu hiền dễ thảo, luôn luôn coi bố mẹ gia đình hai bên như một, và chúc các con qua cái tâm linh này các con sẽ là một đôi vợ chồng rất là chung thủy, rất là son sắt, và chúc các con được toại nguyện thành đạt trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Vâng ạ, bây giờ xin mời ông ạ. I didn't mean to hurt you, so why'd I let you walk out the door? You say that you don't know me, you don't know who I am anymore. But if you knew the truth, then I wouldn't have nothing at all. I wish you could see. Tôi là Thắng, đại diện cho họ nhà gái. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của các con, nên là ba căn dặn các con và cố gắng đến nay các con đã trở thành vợ thành chồng, và ba chúc các con một ngày thật là sự hạnh phúc, một gia đình thật là đầm ấm, và các con sẽ đi với nhau cho đến đầu bạc răng long, và suốt cuộc đời các con là tràn đầy hạnh phúc và đầy đủ mọi cái thứ trên đời mà mọi người mong ước.